thứ á, các vị nằm trong đó các vị tù túng lắm. Các vị hả, sau cái những cái cuộc biến loạn rồi các vị mới thấy mình sai chỗ nào, sai chỗ nào, có phải đúng vậy không? Nhưng mà các vị đang khi như vậy các vị không biết các vị sai. Vì vậy muốn cứu được điều này các vị hãy đặt các vị ra trước cái đã. Mình đặt một mình như một người bên ngoài nhìn vào với hoàn cảnh, với cái đó mình hãy cân phân và xét nét. Cân phân xét nét những cái như vậy thì thầy tin chắc rằng các vị sẽ ít bao giờ lâm chấp và rơi vào trong cái khổ cảnh. Những cái ý niệm của cái bài giảng này xin chia sẻ với các vị như là một cái điều để suy gẫm. Suy gẫm lại cuộc đời, suy gẫm thân phận mình, và để biết cách điều tiết lại cho mình, cho các con và cho người thân. Và nếu chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta hãy xóa những vết ngăn mà chúng ta đã làm đau khổ cho nhau. Có những cái không đáng nhưng mà chúng ta cứ nuôi thù, nuôi hận, nuôi giận, nuôi tức. Để chi vậy? Để làm khổ mình, khổ người. Chuỗi ngày chúng ta sống chưa được bao lâu, bình an chưa được mấy ngày, mà chúng ta cứ tự gây lên quan trái hoài, chúng ta đài đọa cuộc đời mình tội quá. Một kiếp người mà tự dựng lên các quan trái để làm khổ mình hoài. Có những cái khổ do mình dựng lên chứ không phải ai dựng cả. Mà mình cứ dựng lên, đặt lên, tạo ra những cái ngang trái như vậy để hại mình. Những thù oán này các vị nuôi truyền kiếp. Cũng giống như cái anh đó, cái ngày mà anh để trở nên cái tòa mà kết tội ảnh như chung thân hay tử hình. Thì lúc đó anh mới nói là trời ơi, giờ này ảnh mới biết rằng ảnh làm điều vậy là sai. Cha ảnh bị cái người khác giết chết. Người khác mới ở tù mới một thời gian dài. Anh này nuôi cái mối hận, mới nuôi cái mối hận là canh cái ngày mà anh này ra tù. Anh này vừa ra tù xong, anh này mua cái cây súng và 30 viên đạn về xả hết vô trong nhà người ta. Xả không trúng cái người ở tù mới về mà trúng vợ con người ta. Cuối cùng khi kết án anh này chung thân thì lúc đó anh này mới nói là lầm. Thành ra các vị đừng có tạo ra quan trái nữa. Luật pháp đã xử là nó cũng đã xứng đáng lắm rồi. Đời chúng ta đã tự ngang trái nhiều, đau khổ nhiều. Người ta nói gì? Quan trái nên giải không nên kết. Là vậy. Đừng có ôm đồm nhiều mọi thứ, hận thù, phân chia tất cả, rồi xúi người khác hận thù nữa chứ. Một mình hận thù chưa đã, mình xúi thêm, kêu thêm, gom vô để đồng tình với mình, để cùng hận thù cho có thế lực. Tất cả những mình như vậy. Mình ghét một người chưa đủ, mình phải kêu nhiều người giống như mình để ghét thêm. Thật ra những cái đó chứ gì? Tâm phàm phu cứ tạo ra những trái ngang, tự trái ngang cá nhân, rồi tạo trái ngang tập thể, rồi tạo trái ngang của vùng, rồi tạo trái ngang của các quốc gia. Tất cả những cái này chúng ta tự làm nên ngang trái không? Cho nên học và tu biết khổ rồi, hãy tìm cho mình một con đường đi để bình yên. Chúc tất cả các vị đầy đủ duyên lành để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Như vậy với cái bài giảng này tôi đưa ra như một cái ý niệm để chia sẻ với các vị. Mong rằng các vị sẽ lượm lạc được một cái gì đó cho cuộc sống mình hôm nay và ngày mai. Nguyện các vị chư Phật gia hộ các vị một khóa tu thật sự hạnh phúc và gặt hái được nhiều kết quả trong khóa tu này. A Di Đà Phật. Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luôn. Con quỳ trước mẹ niệm thương, mắt buồn giữ lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan Âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cành dương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dần thân vào.
con đã quay về nơi đây, hương từ chiếu tỏa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây, muôn lòng ấm lại hôm nay.